Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà tạo thật nhiều cái Gmail nhá, để mình có thể xem YouTube, tạo nick Facebook, hoặc là làm những cái vấn đề mình đang cần đến cái Gmail nhé các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tạo cái Gmail mà không cần số điện thoại, tạo cực nhiều, tạo vân vân, tạo 10 cái hay là kể cả là 100 cái hay là triệu cái, vân vân vân, rất chi là nhiều. Thì cái thủ thuật đấy thì nó sẽ không cần số điện thoại hoặc là không cần xác minh hay một cái thứ vấn đề khác nha các bạn nha. Cái đấy nó dùng như một cái email bình thường, các bạn có thể dùng để tạo Facebook hay là gửi thông tin các vấn đề của các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào clip hướng dẫn các bạn luôn nha. Trước khi vào clip thì các bạn tải cho mình cái Google này nha các bạn nha. Tải cho mình một cái ứng dụng Google. Thì các bạn ấn vào Google, các bạn ấn vào cái phần tài khoản ở trên góc màn hình bên phải. Các bạn ấn mũi tên xuống. Các bạn nhấn vào thêm tài khoản cho mình nha. Thêm tài khoản khác. Các bạn nhấn tiếp tục. Đó thì nó sẽ chuyển cho các bạn sang đến cái trang tạo tài khoản như thế này. Thì đến cái bước này nhá. Đến cái bước này các bạn sẽ Android thì các bạn vuốt xuống, còn iPhone như mình thì mình vuốt lên nhé. Mình dùng iPhone cùi thôi. Thì đến cái bước này thì các bạn không cần phải có dịch vụ đâu. Các bạn có 4G hay là có 5G hay là có dịch vụ gì đâu. Kể cả các bạn không có mạng cũng được. Thì các bạn nhấn cho mình này. Tắt wifi. Bật mạng di động. Tắt mạng di động. Bật wifi. Rồi ok, các bạn quay trở lại nhá. Các bạn quay trở lại cái màn hình lúc nãy. Thì các bạn nhấn vào tạo tài khoản. Đến cái bước này thì các bạn chọn cho mình là cho bản thân tôi nhá. Đến cái bước này thì các bạn nhập tên như bình thường thôi. Mình thì nói chung là các bạn lấy cái tên nào cũng được, thấy cái tên nào đẹp các bạn nhập vào cũng được. Mình sẽ nhập là ok nhá. Mình sẽ nhập là như thế này. Các bạn muốn lấy tên nào cũng được, cứ có tên tạo tài khoản là được. Rồi các bạn nhấn tiếp theo. Cái ngày tháng năm sinh này thì ngày nào cũng được, tháng nào cũng được, nhưng mà năm các bạn phải thêm cho mình là trên 18 tuổi các bạn nhá. Đây mình sẽ chọn này. Ôi nhầm. Ok, các bạn giới tính thì các bạn tên nữ thì các bạn chọn nữ, tên nam các bạn chọn nam, mà các bạn khác thì các bạn có thể chọn tùy chỉnh cũng được. Ok, mình sẽ chọn nữ nha. Rồi các bạn nhấn tiếp theo. Ok, đến cái bước này thì nó có hai cái lựa chọn cho các bạn, đó là cái Gmail mà nó có thể tạo sẵn cho các bạn rồi, cho các bạn chỉ cần nhấn vào và tạo thôi. Đó, còn các bạn mà muốn tạo địa chỉ riêng của bạn ấy thì các bạn nhấn cái dòng cuối cùng đây là tạo địa chỉ riêng, chỉ Gmail của riêng bạn. Thì đây mình hướng dẫn các bạn trên clip đây thì mình sẽ làm nhanh nhá. Mình chọn cái Gmail được đề xuất nhá. Ok, các bạn nhấn tiếp theo. Thế cái phần mật khẩu đây các bạn nhấn mật khẩu như bình thường thôi. Ok, các bạn nhấn tiếp theo. Đây nha, đến cái bước này rất quan trọng này các bạn này. Đến cái bước này rất quan trọng. Các bạn phải để ý, các bạn phải xem thật kỹ. Các bạn đừng có tua, các bạn đừng có
xem khúc 1, các bạn phải xem hết clip thì các bạn mới làm được nhá. Đến cái bước này rất quan trọng này, đến cái bước này là đang hỏi số điện thoại của mình, nhưng các bạn không nhập số điện thoại nhá. Các bạn vuốt xuống cuối cùng, các bạn không nhấn vào tùy chọn khác, các bạn không nhấn tôi đồng ý, các bạn nhấn vào phần bỏ qua cho mình, các bạn nhấn vào phần bỏ qua cho mình nha. Đó, mình nhấn phần bỏ qua. Ok, đến đây là vượt qua rồi, đây là vượt qua cái số điện thoại rồi. Thì các bạn có thể xem lại cái thông tin, cái Gmail của các bạn để mình nhớ lại cái Gmail của mình. Ok nhá, mình nhấn tiếp theo nhá. Ok, đến cái bước này thì đây là cái điều khoản và quyền riêng tư. Các bạn nhấn tôi đồng ý. Ok nhá, đây là cái Gmail Giang Hà đây này, cái Gmail Giang Hà cuối cùng đây là cái mình vừa tạo nhá. Ok, mình nhấn xong nhá. Các bạn chờ một chút, mạng hơi. Ok, đây là mình đã đăng nhập thành công nhá, đăng nhập thành công Google nhá. Đây là mình đã đăng nhập thành công Google, các bạn có thể tìm kiếm YouTube. Đó, mình có thể đăng nhập, mình có thể xem video. Các bạn muốn xem video gì thì các bạn sẽ nhấn lên kênh, lên chỗ tìm kiếm. Đó, các bạn có thể xem YouTube bình thường mà không có một lỗi gì xảy ra. Cái này là cái thủ thuật Google. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn tạo nhiều cái Gmail mà không cần số điện thoại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, một chia sẻ clip này nhé, để gửi tới những người đang cần. Nhớ nhấn đăng ký cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn.